Xin chào các anh em đến với Quang Huy Audio. Hôm nay em giới thiệu các anh em một cặp loa Behringer. Cặp loa này sử dụng hai bass 16, một mid dome, một chép dome và mid chép của này nghe rất mượt. Con này là màng giấy gân cao su. Anh em là nghe bolero tuy nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà đánh lực lắm. Các cụ có câu bé hạt tiêu. Các bác anh em nào mà cần cặp loa này liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại trên bài đăng. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi